Ông giáo ơi, ông giáo đang đi tìm thức ăn đấy à? Cụ Hạc phải không? Tôi Hạc đây. Cậu Vàng đi đời ông giáo ạ. 5.000 đô. Thế nó đi thế nào? Cụ cậu khôn lắm. Tôi phải lừa nó, nhủ nó ra Trần Duy Hưng để tìm chó cái. Cụ cậu đang phê thì thằng Mục, thằng Thiên vào trói cổ lôi đi mất rồi. Tầm này mấy thằng lý trưởng lũ mọt dân, tuổi gì mà cà khịa tôi nữa. Bọn nó bướng thế nào được cụ? Cũng là hóa kiếp cho cậu mà. Mong kiếp sau nó được làm kiếp con người. Biết đâu nó lại được sang Nhật Bản đóng phim thì sao? Xin chào quý vị khán giả của tin.vn. Và có lẽ là các bạn đã nhận ra được những chàng trai thú vị đến với chúng tôi ngày hôm nay đúng không ạ? Đó là những chàng trai, những tác giả của những vlog đến từ các tác phẩm văn học kinh điển như là Chí Phèo, Lão Hạc, Vợ Chồng A Phủ. Và xin giới thiệu các bạn 1977 Vlog. Xin chào các bạn. Và có lẽ bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với từng thành viên cũng như là vai trò của họ trong ekip của mình nhỉ. Đầu tiên bắt đầu xin mời từ bạn ạ. Xin chào các bạn. Mình là Trung Anh. Mình là trưởng nhóm. Và là người cùng với cả bạn Việt Anh lên ý tưởng, viết kịch bản, đạo diễn và dựng cũng như là lồng tiếng cho tất cả các tác phẩm. Vâng, và tiếp theo ạ. Xin chào các bạn, mình là Tân. Mình là cậu và người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, là người em của hai anh. Vâng, và còn bạn Việt Anh ạ. Chị lại giới thiệu hộ em. Xin chào quý vị và các bạn, mình tên là Việt Anh. Mình là em sinh đôi của bạn Trung Anh và là anh họ của bạn Văn Tân. Mình thì là thành viên ở trong nhóm 1977. Mình và bạn Trung là những người lên cùng với bạn Trung lên kịch bản, quay dựng diễn và lồng tiếng cho các tác phẩm mà mọi người cũng đã biết đến. Vâng, và đầu tiên thì một cái nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi muốn dành các bạn ngày hôm nay đó là các bạn hãy cầm điện thoại của mình lên và sau đó thì hãy chia sẻ livestream ngày hôm nay để cho các bạn hâm mộ mình sẽ cùng được tham gia vào trò chuyện trong cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị đừng quên livestream cũng như là đặt ra những câu hỏi cho chúng tôi và tôi sẽ là người dành tới cho ba chàng trai này những thắc mắc, những tâm tư tình cảm mà hồi ngày hôm nay quý vị muốn dành tới cho họ. Và bây giờ thì ba chàng trai của chúng tôi đang thực hiện những thao tác của mình, đó là chia sẻ livestream này để các bạn có thể trò chuyện và nhân rộng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay hơn nữa. Bên cạnh việc tìm hiểu về những thông tin xoay quanh 1977 Vlog ngày hôm nay thì chúng tôi còn có những thử thách dành cho họ nữa và các bạn đừng quên theo dõi nhé. Và không biết đây có phải lần đầu tiên mà các bạn tham gia livestream hay không ạ? Vâng, xin mời Trung Anh hãy cùng chia sẻ điều này. Vâng, thú thật với cả các bạn khán giả với cả MC là đây là lần đầu tiên bọn mình đi quay những cái buổi live stream như này. Bởi bọn mình là gần như là những người kiểu chưa biết đến những cái này. Vâng, nói chung là những con người mới, những người nghiệp dư. Thế thì tâm trạng của bạn ngay lúc này như thế nào? Mình cảm thấy khá là run. Với cả cũng vui mừng khi được trải lòng mình đối với các bạn khán giả. Vâng, thế thì các bạn đừng lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì ngày hôm nay các bạn khán giả đang theo dõi chúng ta đều là những người rất yêu quý và rất hâm mộ các bạn rồi. Và đặc biệt là những câu hỏi chúng tôi ngày hôm nay, kể cả những thử thách thì cũng rất là gần gũi các bạn thôi. Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thực hiện rất tốt. Và câu hỏi đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bạn khán giả đang thắc mắc, đó chính là về cái tên của các bạn, đó là 1977 Vlog. Vậy thì tại sao các bạn lại lựa chọn cái tên này? Nó có ý nghĩa như thế nào? Về cái tên 1977 Vlog này thì bọn mình cũng vì bọn mình là anh em sinh đôi ấy, nên là bọn mình khi mà lên cái ý tưởng là sẽ làm một bộ phim về cái phong cách ngày xưa thì bọn mình sẽ chọn những cái tên năm nó từ ngày xưa, nhưng mà hai thằng là sinh đôi nên muốn lấy những cái năm như kiểu là 55 này, 66 này, 77, 88, nhưng mà không biết là chọn năm nào, thế là mấy thằng mới ngồi cạnh với nhau rồi quay chai
Để có nghĩa là nó rơi ngẫu nhiên vào đúng cái năm 1977 thì bọn mình lấy luôn cái tên đấy. Ban đầu thì tôi mường tượng ra rằng là các bạn đang thực hiện những cái thước phim mang cái âm hưởng của những năm đó cơ. Vâng. Và tôi thì tự nghĩ rằng trong đầu nó như vậy, và hôm nay thì đến đây hỏi trực tiếp các bạn thì mới biết là cái nguyên nhân khác, đúng không ạ? Vâng, nó là cả hai. À đúng không ạ? Cả hai đúng không ạ? Thì sẽ là nó sẽ lấy tên hoặc là 5 năm, 66 hoặc là 77. À. Chỉ là mình chọn ngẫu nhiên trong một trong những cái đấy thôi. Thì vậy tức là cảm nhận của tôi với các bạn cũng khá đúng đúng không ạ? Vâng. Vâng, vậy thì chắc là đầu tiên thì khi mà mọi người xem các clip thì nhận ra là nhân vật Lão Hạc cũng như là ông giáo có nét gì đó giống nhau rồi. Và ngày hôm nay các bạn cũng giới thiệu mình là anh em sinh đôi nữa. Vâng. Vậy thì làm anh em sinh đôi với nhau là các bạn cảm nhận những cái sự giống nhau của mình như thế nào để mà mình có thể thực hiện một cái sản phẩm với những cái tài năng gần tự tự như nhau như vậy ạ? Thì là anh em sinh đôi nên bọn mình cùng chung sống với nhau, cùng có sở thích, cùng giống nhau, cùng có những kiểu cái ước mơ từ nhỏ với nhau. Đấy là ước mơ được làm những bộ phim, được thể hiện cái bản năng, cái khả năng của mình. Với cả bọn tôi cũng kiểu có chung những cái gọi là khiếu hài hước giống nhau. Nó có cùng chung một phong cách hài hước giống nhau. Thế là nó rất dễ để bọn tôi có thể bắt nhịp cùng nhau để tạo nên những sản phẩm như thế. Thì bọn mình giống nhau đến nỗi là bạn Trung đã trả lời bạn rồi, mình không còn gì để nói nữa. Đấy gọi là sự ăn khớp chứ đúng không ạ? Vâng, vâng. Bởi vì thực ra thì trong hai bạn khi mà chúng ta gặp thì vẫn có thể nhận ra được đâu là Trung Anh, đâu là Việt Anh, chứ không hề bị nhầm lẫn một chút nào. Vâng. Và chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả cũng đang rất tò mò về hoàn cảnh ra đời của 1977 Vlog và những cái sản phẩm mà các bạn mang lại. Vâng. Không biết các bạn có thể giới thiệu thêm về cái việc ra đời sản phẩm này hay không ạ? Về hoàn cảnh ra đời thì thực ra là nó cũng rất ngẫu nhiên nữa ạ. Có nghĩa là bọn mình thì là những con người rất là yêu những cái tác phẩm điện ảnh ấy, nhất là những tác phẩm điện ảnh từ thời xa xưa ấy ạ. Bởi vì trong đó nó có những cái chất rất là riêng, nó rất truyền tải những thông điệp một cách rất là nhẹ nhàng, và câu thoại của họ chậm rãi, họ nói ít thôi nhưng mà khiến người ta phải hiểu nhiều. Đấy thì từ đấy trong chúng mình có nảy sinh cái tình cảm và cái yêu thích. Thế bọn mình cũng như các bạn thấy là bọn mình cũng đã cố gắng luyện tập rất là nhiều cái cách nói giống các phim ngày xưa. Đấy thì đúng cái đợt có nghĩa là mấy thằng đang ngồi với nhau thôi, thì đợt này cũng có cái như các bạn đã biết là về clip Cậu Vàng đấy, thì cư dân mạng lại nổi lên cái những cái tranh luận về cái việc đấy. Thì bọn mình cứ bảo hay là anh em mình làm một clip vui thôi. Làm một clip vui để cho mọi người xem là khi mà Cậu Vàng là chó Shiba thì cụ Hạc sẽ phản ứng và ông giáo sẽ phản ứng như thế nào về cái tình huống đấy. Đấy thì hai thằng cũng đang ngồi máy tính thôi thì vỗ vai nhau, thì đi anh em mình đi quay. Đấy thì cũng không lên kịch bản sẵn gì cả, cứ vác máy đi quay thôi, quay đến đâu thì nghĩ kịch bản đến đấy. Có thể thấy là mặc dù cái khiếu hài hước thường ngày của các bạn nhưng vẫn có được cái nét văn học ngày xưa, những cái sâu sắc, những cái thâm thúy từ ngày xưa, và các bạn vô tình các bạn truyền được cái cảm hứng về văn học cho các bạn trẻ hiện nay đúng không ạ? Vâng. Vậy thì hiện tại ở ngoài đời các bạn đang làm những công việc gì ạ? Mình là bạn Việt Anh đây thì đang làm về mảng game online. Bạn Văn Tân thì là sinh viên năm nhất ạ. Còn mình chỉ là freelancer, biên tập viên. Và bây giờ thì các bạn vậy thì sau khi mà trở nên nổi tiếng thì cái cuộc sống hàng ngày của các bạn đã thay đổi như thế nào, và công việc các bạn thay đổi ra sao, bởi vì mọi thứ đến rất nhanh đúng không ạ? Vâng. Nó đã mang đến những sự thay đổi thế nào ạ? Sự thay đổi đầu tiên thì chắc là mình không phải rửa bát. Ở nhà mẹ có trêu hơn một tí là mẹ rửa bát hộ, thỉnh thoảng những hôm bọn mình làm kiểu nó công việc nó quá nhiều ấy. Mình phải quay dựng rồi lồng tiếng. Nhiều hôm ăn cơm tầm toàn 9 giờ đến 10 giờ mình mới được ăn tối. Thì bố mẹ rửa bát hộ hay làm việc nhà hộ mình. Thì đấy là cái thay đổi đầu tiên. Còn cái thay đổi thứ hai đấy là ra ngoài đường thì những người hàng xóm ở trong khu có cảm giác là yêu quý mình hơn. Không bị nói xấu nữa. Mình đi về muộn là người ta nó đi quay phim đấy, chứ không phải là nó lên Trần Duy Hưng cái gì đấy đâu. Có thể thấy các bạn rất là hài hước ngay cả trong đời sống và ngay cả trên trường quay ngày hôm nay đúng không ạ? Và có một nhân vật bên cạnh Lão Hạc và ông giáo được rất yêu quý, mọi người cảm thấy có thể là ấn tượng rất là lớn, đó chính là Cậu Vàng ạ. Không biết là về Cậu Vàng sau khi mà được mọi người biết đến như thế thì cuộc sống của anh, của Văn Tân khác như thế nào? Của em thì nó khá là thay đổi ạ, được bạn bè biết đến hơn và yêu quý hơn. Ngoài ra thì còn có điều gì đặc biệt nữa không ạ? Cũng không có gì thay đổi nhiều lắm ạ. Ăn chửi nhiều hơn vì phải đi quay phim nhiều hơn với các anh.
Thế là bạn Tân hiện tại là sinh viên năm đầu, bạn học trường gì ạ? Em học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội ạ. Kinh doanh Công nghệ Hà Nội là một trường mà rất nhiều trai xinh gái đẹp. Vậy thì sau khi mà bạn được trở nên nổi tiếng như vậy thì có nhận được nhiều lời mời tỏ tình hay là những cái sự quan tâm của các bạn khác giới hay không ạ? Cũng có nhưng mà ít không? Tức là cũng có sự thay đổi rất lớn với sự quan tâm của người khác phái với mình đúng không ạ? Vâng ạ. Và ngoài ra thì các bạn vừa được nhận nút bạc của YouTube sau một thời gian rất ngắn như vậy và chỉ với 3 clip thôi đúng không ạ? 2 clip đã được rồi. À 2 clip đã được rồi. Vậy thì không biết là các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Bởi vì thực sự để mà có được thành quả như vậy đối với nhiều người khác là một sự nỗ lực rất lớn. Vậy các bạn có cảm nghĩ ra sao ạ? Khi biết tin mình nhận được nút bạc ấy thì mình cũng cảm thấy rất là bất ngờ luôn. Bởi vì ngay từ những ngày đầu tiên mình định làm những cái mảng series phim về văn học như này thì mình nghĩ là nó có thể nó sẽ vui vẻ đấy, nhưng mà mình không nghĩ là có nhiều người xem như vậy. Đầu tiên mình up một cái video clip đấy của mình lên thì 30 phút không có ai xem cả. Mình nghĩ là khó khăn nhỉ. Có lẽ là biết đâu mình phải cho thêm ít tiền vào để chạy quảng cáo hay là quảng cáo cho nó PR nó lên để mọi người biết hơn. Thì mình nghĩ là có thể là sẽ tầm khoảng 1-2 tháng gì đấy mình sẽ có tầm khoảng vài chục nghìn lượt xem chẳng hạn. Thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhưng mà tự nhiên nó đến ập một cái, mọi người thích nó quá. Mình cũng vô cùng bất ngờ. Và cái lúc mình nhận được tin nút bạc thì thật sự là mình cũng khá là sốc với cả vui. Và nó mang đến cho mình áp lực nhiều hơn, đấy là mình phải làm nó càng phải hay hơn và tốt hơn. Tôi có thể hỏi nhỏ thêm một cái nữa là đến thời điểm nào thì bắt đầu có sự đột biến của cái lượng xem ạ? Đến thời điểm sau bao lâu ạ? Sau khoảng 1 tiếng ạ. Sau khoảng 1 tiếng nó sự đột biến rồi ạ. Vâng ạ. Vậy thì ngoài ba bạn đang ngồi đây ngày hôm nay ra thì ekip của mình sẽ còn có những ai không ạ? Bởi vì tôi cảm tưởng ekip của mình sẽ thực hiện những sản phẩm như vậy thì phải khá là đông đúc đúng không ạ? Ekip của mình thật ra ngày đầu tiên thì chỉ có 3 người ạ. Vâng. Thì các bạn có thể xem là khi trên tất cả các thước phim ấy, lúc nào cũng chỉ có 2 người diễn với nhau, không bao giờ có cảnh 3 người có thể diễn cùng nhau, bởi vì 2 người diễn còn 1 người sẽ phải quay. Và cái dụng cụ mình quay đơn giản lắm, chỉ là một cái iPad này của mình thôi, Samsung Tab này của mình. Mình vừa quay mình vừa lồng tiếng chỉ trên một cái này thôi. Vâng, chứ mình không có phòng thu hay là chân máy hay đèn điếc các kiểu. Cảnh buổi tối thì lại phải đốt nến lên quay. Còn sau đấy thì sau khi đã các clip đã thành hình và được mọi người yêu quý hơn thì mình có gọi thêm vài bạn thân của mình nữa, những người bạn thân mà luôn sát cánh cùng mình hay là đi cùng mình từ những năm học cấp 2 đến cấp 3. Những người tin tưởng vào mình. Vâng. Để cùng tham gia hỗ trợ. Biết đâu là nhờ những cái sự sơ khai như vậy mà lại tạo ra những cái hình ảnh, những cái âm thanh nó lại giống với cái thời điểm mà trước đây mọi người hay làm phim đúng không ạ? Vâng. Và quý vị thân mến, có lẽ là ngày hôm nay chúng ta đã biết thêm được một vài bí mật. Đó là khi mà chúng ta nhìn thấy khuôn hình chỉ có 2 nhân vật thôi, tức là một cái nhân vật còn lại đang cầm máy để quay. Và thậm chí là các bạn quay bằng iPad, đúng không ạ? Vâng. Thế nên là có rất nhiều điều thú vị mà ngày hôm nay chỉ có trường quay của tin.vn mới có thể cho bạn biết được. Và ngày hôm nay thì lần đầu tiên mà nhóm chia sẻ những điều này đúng không ạ? Vâng. Vâng. Vậy thì trong clip thì các anh đã biến hóa thành các nhân vật rất là khác nhau. Vậy thì điều này có gây nên những cái khó khăn như thế nào hay không? Và đặc biệt là chúng ta đã qua trường lớp gì chưa mà có thể có những cái giọng nhái mà nó xuất thần như vậy ạ? Thực sự thì bọn mình thực sự là chưa từng qua được trường lớp nào cả, chỉ là cái hai anh em thì cũng đam mê từ rất lâu rồi, đam mê được diễn xuất, được làm phim. Thì bọn mình không qua trường lớp, nhưng bọn mình cũng khi mà ở trường hồi còn học đại học, mình học ở bên trường Đại học Thăng Long ấy, thì mình cũng có rất nhiều câu lạc bộ về nghệ thuật, thế bọn mình cũng có được tham gia câu lạc bộ kịch, thì cũng được, nói chung là cũng được giao lưu với mọi người đấy, thì từ đấy cũng nó tích thêm cái niềm đam mê cho bọn mình. Đấy, thì nó giúp cho bọn mình càng tự tin hơn vào cái khả năng. Đấy, thì không biết là có phải là do các bạn là một fan của phim Việt Nam của những năm về trước hay không mà các bạn lại có cái sự thấm nhuần về cái chất giọng cũng như là về những cái hình ảnh của phim như vậy ạ? Vâng, thì bọn mình cũng thấm nhuần là một phần, nhưng mà bọn mình cũng phải tập luyện rất nhiều. Thực sự mình và Trung cũng phải tập luyện rất nhiều. Chẳng nói đâu xa, có nghĩa là ở trong những cái thước phim mà khán giả xem ấy ạ, mọi người thấy bọn mình chỉ nói có 1-2 câu thế thôi, nhưng mà bọn mình lồng tiếng lại rất lâu. Chính vì thế là những cái tác phẩm ra thì khoảng 2-3 tuần bọn mình mới ra được một clip. Bọn mình sẽ phải lồng tiếng 4-5 ngày liền. Nếu mà Trung lồng tiếng chưa tốt thì mình sẽ bắt Trung lồng lại. Và mình cũng thế, mình lồng chưa tốt
Trung, mình nói thì Trung sẽ nghe, còn Trung nói thì mình sẽ nghe. Đấy, cứ như thế, thằng nào chưa tốt thì sẽ phải làm lại. Và phải nói, phải cố gắng nói làm sao cho giống nhất với cái chất của nhân vật ở trong đó. Tức là mặc dù ekip của mình ít người, dụng cụ máy móc rất sơ khai thế, nhưng mà cái sự chi tiết và tỉ mỉ mình đặt lên hàng đầu, đúng không ạ? Và thế cho nên là việc các bạn đặt chất lượng lên trên số lượng và cuối cùng đạt được thành quả như ngày hôm nay thì cũng là một điều rất là dễ hiểu. Và khi mà sản phẩm của mình đến được đông đảo những quý vị khán giả hơn và có rất nhiều những bình luận có thể là khen chê và những thứ trái chiều lớn như vậy, thì các bạn đã ứng xử thế nào đối với những lời khen và đặc biệt ứng xử thế nào đối với những cái lời chê mà mọi người gửi đến cho mình ạ? Đối với những lời khen thì thật sự là mũi mình to và cao hơn, càng đẹp trai hơn. Mình thích những lời khen lắm. Còn những lời chê thì mình cũng thích, bởi vì họ đóng góp cho mình những cái mình thiếu sót và mình sẽ cố gắng hơn thôi. Mà đặc biệt là họ cũng chê đúng nữa. Mình thấy những cái họ chê đúng là những cái mà bọn mình thấy bọn mình còn thiếu thật. Thì có nghĩa là những cái mình cần phải sửa đổi. Thế là mình rất là, nói chung là mình đón nhận nó một cách rất là tích cực. Vâng, và có lẽ là các thành viên chúng ta đều đang rất mong là thôi khen tiếp đi để cho mình đẹp trai hơn, và chê tiếp đi để cho mình càng đẹp trai nữa, đúng không ạ? Vâng. Và tiếp tục thì khi mà nói đến chủ đề nhái giọng thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành cho các bạn một thử thách. Vâng, thử thách bây giờ thì sẽ là đơn giản thôi. Với năng lực các bạn như vậy, tôi nghĩ là cũng không là một khó cho các bạn đâu. Tuy nhiên là các bạn khán giả cũng đang khá là chờ mong, đó là các bạn hãy đọc một số đoạn hội thoại như sau, theo phong cách nhân vật đã được chuẩn bị sẵn. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn những đoạn hội thoại mà các bạn sẽ phải thực hiện ngay bây giờ ạ. Vâng. Vâng, xin mời bạn hãy cùng cầm những cái đoạn hội thoại này lên. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lượt thử thách đầu tiên dành cho những nhân vật ngày hôm nay. Và không biết là ai có thể sẵn sàng trước ạ? Trung sẽ dùng cái gì nhỉ? Rừng xà nu à? Mình sẽ đọc lại toàn bộ cả đoạn này luôn ạ. Nghĩa là cả giọng kể, cả giọng diễn ạ. Hay là chỉ giọng diễn ạ? Thôi bạn cứ làm thế nào mà quý vị khán giả thấy yêu mến bạn là được. Bạn muốn mũi to mà, đúng không ạ? Vâng. Có lẽ là mình sẽ đọc một đoạn về rừng xà nu. Vâng. Tờ nú ngẩng nhìn lên, Zit đã ngồi sụp xuống trước mặt anh, hai chân xếp về một bên, đưa tay kéo tấm váy che kín cả gót chân. Tờ nú bất chợt nghe một luồng lạnh rân rân ở mặt và ngực. Mai, trước mặt anh là Mai đấy. Anh không ngờ Zit lớn lên lại giống Mai đến thế. Cái mũi hơi tròn của Zit ngày trước nay đã thẳng và nhỏ lại. Hai hàng lông mày đậm đến che tối cả đôi mắt mở to, bình thản, trong suốt. Zit nhìn tờ nú bằng đôi mắt ấy rất lâu, trong khi 4-5 đứa bé, đứa nào cũng tranh ngồi gần chị Zit. Rồi chị hỏi tờ nú, giọng hơi lạnh lùng. Đồng chí về có giấy không? Tờ nú không hiểu. Giấy gì? Giấy cấp trên cho phép nghỉ đó. Không có giấy trên cho về thì không được. Ủy ban phải bắt thôi. Tờ nú cười ồ. Anh định đùa, bảo nhớ làng quá trốn về thăm một làng một bữa. Nhưng đôi mắt nghiêm khắc của Zit và nghe cái im lặng chờ đợi chung quanh, anh mở túi áo, lấy một mảnh giấy nhỏ đưa cho chị. Báo cáo đồng chí, chính trị viên xã đội 3.3. Vâng, hết rồi đúng không ạ? Vâng, hết rồi. Vâng, xin được cảm ơn. Bạn có biết là lúc mà bạn đọc với tôi đã phải cố gắng kìm nén cái cảm xúc của mình lại, bởi vì thực sự là nó quá là hài hước. Vâng. Mà không biết là quý vị khán giả khi mà xem live stream, đặc biệt là các bạn nữ, thì có cảm thấy rùng mình khi mà nghĩ rằng ui anh này giỏi thế, anh này đẹp trai thế, rồi nhỡ may anh ấy thích mình, anh tán mình bằng cái giọng văn này thì sao, chắc là mình sẽ nổi hết cả da gà lên mất. Vâng. Và bây giờ ạ, thì xin mời nhân vật tiếp theo của chúng ta sẽ thực hiện thử thách này ạ. Xin mời Việt Anh. Vâng, để mình xem cái nào nó dễ thôi. Vâng ạ. Xin mời. Đây, vâng. Xuân tóc đỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông Phán mọc sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to. Hứt, hứt, hứt. Ai cũng để ý đến ông cháu rể Quý Hóa ấy. Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ cho khỏi ngã. Nó chật vật mãi,
cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to tướng, cái áo thụng trắng lòe xòe, ông Phán cứ oặt người đi, khóc mãi không thôi. Xuân tóc đỏ muốn bỏ quách ra, chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc 5 đồng gấp tư. Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi đi tìm cụ Tăng Phú Lạc. Trong đám 300 người đương buồn giàu và đau đớn về những điều sơ suất của khổ chủ. Vâng, xin cảm ơn Việt Anh. Không chỉ là có màn nhái dọ xuất thần mà cái biểu cảm gương mặt của bạn cũng cảm thấy để cho chúng tôi còn phải cảm thấy là tại sao lại có thể làm được như vậy ạ? Từ khi nào bạn phát hiện được ra cái năng khiếu này của mình ạ? Chắc là từ lúc mẹ đẻ ra Phát biết luôn. À, biết luôn từ hồi bé luôn. Wow, quá siêu. Bây giờ thì nhân vật tiếp theo, cậu Vàng, chắc chắn là rất nhiều quý vị khán giả đang chờ đợi màn thử thách của cậu Vàng. Tất nhiên chúng ta không thể loại trừ ai được và xin mời cậu Vàng hãy lựa chọn cho mình. Tôi xin nói bật mí luôn là cậu Vàng không nói được giọng này. Đây là tất cả những lời thoại của cậu Vàng đều do tôi và Việt Anh đảm nhận lồng tiếng thay. Thế thì bây giờ hay là chúng ta sẽ là cầm hai cái tờ giấy nó giống nhau đi. Vâng. Sau đó thì Trung Anh sẽ nhái giọng của cậu Vàng, và cậu Vàng sẽ làm những biểu cảm mà bình thường các bạn vẫn hay làm chẳng hạn. Đây là một thử thách của chúng tôi. Vâng. Vâng, đấy. Dạ. Đã đến với trường quay của tin.vn thì chắc chắn là các bạn sẽ có rất nhiều thử thách. Cậu gì cũng thoát được đúng không ạ? Tốt nhất là nên đây vợ nhặt đi. Vợ nhặt thì có giọng nữ ấy. Đó. Và Việt có được sự giám sát của Trung Anh nữa ạ. Trung Anh rất tỉ mỉ đấy ạ. Vâng, Việt đóng giọng nữ nhá. Hả? Tớ đến Việt đóng giọng nữ à? Đấy. Đấy, để đấy. Một lần hắn đang gò lưng, kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh. Hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc. Hắn hò rằng: muốn ăn cơm trắng mấy giò này, lại đây mà đẩy xe bò với anh. Nì. Chủ tâm hắn cũng chẳng có ít chồng ghẹo cô nào, nhưng mấy cái cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn, cười như nắc nẻ. Vâng ạ, cậu Vàng ạ, cậu Vàng ạ. Sẵn sàng ạ. Kìa anh ấy gọi, có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy. Thị cong cớn. Có khới cơm trắng mấy giò đấy. Này, nhà tôi ơi, nói thật hay nói khoác đấy? Chàng ngoái cổ lại, vuốt mồ hôi trên mặt, cười. Thật đấy, có đẩy thì ra mau lên. Thị vùng đứng dậy, ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng. Đã thật thì đẩy chứ sợ gì, đằng ấy nhỉ. Thị liếc mắt cười, cười tít. Rồi, hết rồi bạn ạ. Vâng, xin cảm ơn sự kết hợp của cả ba thành viên. Vâng. Mặc dù là như này tôi đã hiểu rồi, cậu Vàng thực sự đang rất là mẽn lẽn. Vâng. Chứ còn nếu mà bung sổ ra thì chắc là cũng vâng. Lắm đấy đúng không ạ? Cậu Vàng chỉ bung sổ trước ống kính lúc một mình thôi. Đó, đây gọi là một cái sự giấu kín về cái tài năng của mình. Vâng. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái thử thách thứ hai. Chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai sẽ ngọt ngào hơn thử thách trước. Vâng ạ. Bởi vì sao ngọt ngào ạ? Bởi vì ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng cầm điện thoại của mình lên xem là quý vị khán giả đang có những cái bình luận như thế nào, những lời tâm tư gửi gắm tình cảm của mình như thế nào. Và xin mời các bạn hãy cùng đọc tên cái người gửi tâm tư cho mình và đọc lại bình luận đó bằng chính giọng mà chúng ta hay sử dụng trong phim ạ. Đây là một màn tương tác. Vâng, quý vị thân mến, quý vị hãy nhanh chóng gửi những lời nói, những tình cảm, những tâm tư cũng như là những cái thắc mắc của mình dành cho ba chàng trai ngày hôm nay. Và chính những cái bình luận đó sẽ được thể hiện bởi giọng văn của ba nhân vật mà chúng tôi đang mời tới trường quay. Xin mời quý vị hãy cùng nhanh tay. Các bạn đã nhìn thấy rất nhiều những lời chia sẻ chưa ạ? Vâng. Vâng, bây giờ thì bắt đầu từ Trung Anh ạ. Vâng, Trung Anh ở đây ạ. À, vâng. Vâng, chúng ta sẽ bắt đầu từ Trung Anh luôn đi. Và xin mời Trung Anh hãy cùng đọc một vài bình luận của quý vị khán giả và nhớ để dành phần lại cho Việt Anh nữa nhé. Vâng ạ. Mình vẫn chưa thấy các bạn hỏi gì, các bạn chỉ đang... Cứ đọc lại, các bạn ấy bảo gì thì chúng cứ đọc lại. Đọc cả lời khen, đọc cả những cái gì bạn nhìn thấy bây giờ. Vâng. Đọc tên bạn ra. Và nhớ là nhắc tên của các bạn. Bạn Tâm nhắc. Tọt, cậu Vàng ơi, đọc tên tôi đi. Xin chào Tâm Tọt. Xin bạn hãy nhìn vào màn hình ạ. Xin chào Tâm Tọt, hãy nhìn màn hình ạ. Xin chào Tâm Tọt. Bạn Trần Khánh Sơn. Em yêu anh Việt Anh ơi này. Và
Vâng, Việt Anh ạ. À, Việt Anh phải đáp trả lại đi ạ, bởi vì là bạn nào tình cảm quá là nồng nàn. Trần Khánh Sơn. Trần Khánh Sơn ạ. Tôi có người yêu rồi, Khánh Sơn ơi. Vâng, có lẽ là ngày hôm nay thì Khánh Sơn đã có một cái đoạn gửi gắm tình cảm để có thể post lên Facebook cá nhân của mình, cắt từ đó ra, thậm chí là trở thành ảnh đại diện. Em yêu anh lắm, Việt Anh ơi. Thực ra thì tại vì Khánh Sơn là tên của một người con trai, thế mình phải trả lời như vậy. Vâng, đang còn rất nhiều comment ạ. Xin mời các bạn hãy tiếp tục ạ. Bạn Trần Quân, Trung Anh có người yêu chưa? bây giờ tất cả những gì chúng ta bật ra từ lời nói của chúng ta đều phải sử dụng cái giọng văn đấy hết. Trần Quân, Trung Anh có người yêu chưa? Xin trả lời Trần Quân rằng tôi có rồi. Tiếp tục ạ. Diệp Khả Mễ, cậu vàng đã uống sờ tinh chưa? Nó còn ăn pate rồi đấy. Phùng Linh, dây bạc móc ở đâu ra đấy? Xin nhờ bạn Lão Hạc. Dây bạc móc ở đâu ra đấy? Tôi bán cậu vàng. Vâng. Có rất nhiều những cái thắc mắc, những cái câu hỏi của quý vị khán giả. Và chắc chắn là chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để có thể xem hết được, đúng không ạ? Và tiếp tục đấy ạ, quý vị khán giả vẫn đang rất nóng lòng chờ đợi sự tương tác của các bạn. Bạn Duy Thành, hay lắm anh ơi, chúc anh và nhóm hạnh phúc. Anh cũng chúc Duy Thành được hạnh phúc bên người mình yêu. Mong kiếp sau, Duy Thành và người mình yêu vẫn được ở bên nhau, chứ đừng có sang Nhật đóng phim. Vâng, bây giờ thì cậu vàng, kể cả bạn dùng giọng gì chẳng nữa, bây giờ khán giả chỉ mong muốn cậu vàng lên tiếng thôi. Thở câu nào là đo câu đấy. Đấy. Có bên nào cũng được. Bối rối quá, có quá nhiều. Bạn cứ cậu đọc vàng thoải mái. Mẹ lẽ lắm ạ. Nhật á. Nhật. Tân sao gầy vậy anh? Anh gầy từ bé rồi em ạ. Vâng, tiếp theo ạ. Jonathan, cậu vàng có được ăn hành không ạ? Có em nhé. Có ăn được hành. Và còn rất nhiều những cái thắc mắc về cậu vàng. Chắc chắn là sau ngày hôm nay sẽ còn rất nhiều những thắc mắc về cậu vàng. Vâng. Bởi vì một nhân vật bí ẩn rất ít lên tiếng. Vâng. Vì hôm nay chắc chắn rất nhiều những thắc mắc về bạn. Vâng. Vâng. Tiếp tục ạ. Bây giờ thì Việt Anh hãy trả lời các cái comment của bạn. Vâng. Nhưng mà bằng giọng nữ ạ. Bằng giọng nữ vậy ạ? Bằng giọng nữ. Chẳng hạn như là giọng của Mị hay là giọng của ai đó. Huyền Thương, Mị lần sau đánh A Sử mạnh vào. Vâng. Minh Phong, cậu vàng ơi, vàng đang lên giá đấy. Chúng ta có lẽ là phải đẩy nhanh tiến độ để nhiều bạn được nhắc đến vâng, luôn vâng, đấy ạ. Đức Nguyễn, cậu vàng có đi Trần Duy Hưng không? Tối qua vừa đi xong. Văn Thọ, còn chơi bộ môn mai thủy đá của anh Chí. Anh Chí kìa. Chả bố cái ông Văn Thọ. Tôi thề tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Anh là hay nói đạo lý lắm anh Chí ạ. Tôi trả tôi tiền cháo đấy. Quang Trường, huấn râu ở đây. Huấn râu gì đi rồi còn anh Chí phèo thôi. Tuấn Trần, hé lộ phần tiếp theo đi anh em ơi. Biết ít thôi. Biết nhiều đôi khi cũng không hay bạn ạ. Biết nhiều không tốt. Trần Quang Hảo, có phải cốc nước nào trên bàn cũng có hành đúng không? Ôi dồi ôi, chương trình ơi. Đùa chương trình hại em quá. Đi về đi. Lần sau nước lọc cũng phải cho hành MC ạ. Vâng. Cái này chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Vâng, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tôi uống cà phê cũng phải cho hành. Vâng, chúng ta tiếp Quang Trường, hai đứa chúng mày tàng hình đi. Đăng lên hình lại bắt người ta tàng hình. Thủy Hằng Nguyễn, cho em hỏi cậu vàng có người yêu chưa? Đó, cậu vàng trả lời, cậu vàng trả lời cho em có người yêu chưa? Mình vẫn chưa bạn ạ. Đấy, xin bật mí luôn là cậu vàng ngày xưa có một mối tình đầu thời cấp 3 rất là đẹp. Nhưng mà cậu vàng lại bị đá mới đau.
Rồi. Người yêu của cậu Vàng quay trở về với người yêu cũ của người yêu cậu Vàng. À, thì thảo nào bây giờ cậu Vàng cứ bẽn la bẽn lén. Có nghĩa là bị phản bội từ trong phim ra ngoài đời, bị cụ hạt vân vân. Đó. Cậu Vàng quá là khổ, số khổ. Này, thì có khi là ngày hôm nay có phải là do bạn cố tình nhập vai như vậy lên trên này không? Bình thường chắc là bạn cũng kiểu nói nhiều hơn, nhưng ngày hôm nay bạn cố tình lên đây bạn tỏ ra bẽn lẽn đúng không? Hay là kiểu mình sợ người yêu cũ xem được livestream ngày hôm nay à? Đúng vậy, khéo thế. Khéo thế đúng không? Bắt bẻ từng câu một. Đó. Nói câu nào là chết câu đấy. Đấy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Thủy Hằng Nguyễn, đọc tên bạn em đi các anh. Bạn này này Ngọc Mon. Ngọc Mon. Tôi đọc tên cô rồi đấy. Ngọc Mon đây à? Thế có yêu Chí Phèo không? Nguyễn Công Phạm, nếu ông giáo chơi Mai Thúy Đá làm sao? Tôi không bao giờ chơi Mai Thúy Đá. Chỉ có Chí Phèo chơi Mai Thúy Đá thôi. Và các bạn cũng đừng bao giờ chơi Mai Thúy Đá. Nó ảnh hưởng đến con người. Nó làm cho chúng ta không còn phải là chính mình nữa. Vâng. Công Phạm, nếu Bá Kiến chơi ma túy đá thì sao? Vâng. Cụ mà cũng phải chơi ma túy đá à? Chúng mày nhầm rồi. Cẩn thận tao đánh xuống lỗ đấy. Vâng, cảm ơn cả ba thành viên. Rất là xuất sắc. Và bây giờ chúng ta, quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi nối tiếp cái đoạn vừa rồi vào cuối chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với những thắc mắc, những câu hỏi mà chúng tôi nhận được. Sau khi mà các bạn đăng tải clip về cậu Vàng, thì liệu rằng các bạn có nghĩ rằng clip sẽ thu về 1 triệu view hay không? Và điều này diễn ra đã khiến cho các bạn cảm thấy như thế nào? Đấy thì ngay từ đầu mình đã tâm sự đấy là mình chỉ nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng vài chục nghìn view là rất là may mắn cho anh em rồi. Bởi vì bọn mình thật sự là những người nghiệp dư ấy. Bọn mình chưa bao giờ có một kênh YouTube hay chưa bao giờ có một kênh Facebook nào cả. Bọn mình chỉ làm đầu tiên là chỉ muốn tham gia thử xem thử sức mình như thế nào thôi. Thì không ngờ đến lúc đó đạt lên 1 triệu view. Thì thật sự là đêm hôm đấy mình với cả Việt Anh là không ngủ được. Thức trắng đêm luôn. Vậy thì khi mà cái điều đó diễn ra thì các bạn, cá nhân các bạn nghĩ rằng nguyên nhân nào đã diễn tới những cái điều mà clip được nhân rộng đến như vậy ạ? Thực ra thì mấy thằng cũng hay nói với nhau về cái vấn đề đấy, cũng có nghĩa là tại sao anh em mình lại được như thế nhỉ? Thì bên mình thì cũng thấy là bên mình được cái là có nghĩa là chắc là vì mình mang cái âm hưởng ngày xưa nhưng mà nói những câu chuyện bây giờ nó mới lạ đấy, và thì mọi người thích, mọi người như một cái câu hát của anh nhạc ca sĩ Đen Vâu mà mình cũng rất thích, đấy là hoài niệm là thứ đồ chơi ấy. Chơi càng nhiều lại càng không thấy chán. Đấy. Thì thêm vào nữa là cũng trong đấy cũng chắc chắn là cũng phải có may mắn của mình thấy thế. Vậy thì cái việc mà sự nổi tiếng đến quá nhanh như vậy và khiến cho chúng ta rất dễ bị ngợp đúng không ạ? Vâng. Vậy thì các bạn đã phải xử lý như thế nào đối với cái việc sự việc nó đến nhanh như vậy, và mình phải thành lập ngay một cái fanpage hay là mình phải thành lập như thế nào đấy để mình có thể đón nhận cái sự nổi tiếng này? Vâng, thì thực ra thì fanpage thì đúng là khi mà bọn mình đã bắt đầu làm, mặc dù là cho vui thôi, nhưng bọn mình cũng có lập sẵn một cái fanpage 197 ạ. Đấy thì bọn mình cũng up song song clip ở trên fanpage đấy, thì rất là may mắn là được mọi người ủng hộ và mọi người tìm đến ngay. Khi mà mọi người thấy cái clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng thì họ tìm đến ngay cái trang của bọn mình và họ chia sẻ. Vậy thì trong 3 clip mà chúng ta đã đưa tới cho khán giả, vậy thì các bạn có ấn tượng với clip nào nhất? Và để lại trong lòng mình những ấn tượng như thế nào? Mình ấn tượng nhất với cả mang nhiều kỷ niệm nhất là clip về Chí Phèo. Bởi vì clip đấy là bọn mình làm rất là vất vả. Những cái cảnh, cái dấu ấn cổng Bifrost ở cuối cùng của Odin ấy. Và thì bọn mình phải với cả cảnh lò gạch rồi. Cảnh con chuồn chuồn nó đậu rồi nó bay đi rồi. Bọn mình đã phải thức đến tận 1 giờ đêm để đợi cho đèn đường tắt hết rồi. Tất cả mọi người không còn xe nào lưu thông ở trên đoạn đường đấy nữa. Bởi vì bọn mình ở thành phố mà rất là khó tìm những cái mảnh đất trống để quay phim hay đến những cảnh cái bụi chuối này nọ. Mình phải đợi đến những lúc đấy. Hai anh em cứ đứng ngoài đường, chỉ có mỗi 2 thằng thôi. Sợ ma các kiểu, đứng run rét. Sợ lắm. Run cây chuối ạ, à, em sợ. Hai thằng đi là phải để tỏi trong túi đấy. Đấy. Thế là phải, đấy. Ông là phải đứng rú xe máy để cái đèn xe máy nó hắt lên cái lò gạch để cho cái lò gạch nó sáng lên.
Mà đấy cũng có phải lò gạch đâu. Đấy chỉ là hai chồng gạch người ta xếp lên thôi. Vâng. Đấy, nghĩa là những cái hôm đấy là rất là vất vả, phải thức đến 1 giờ đêm. Về rồi sáng hôm sau dậy là phải dựng phim tiếp luôn, rất mệt mỏi. Vâng, có thể nói là những cái kỷ niệm thật sự rất là khó phai đối với bản thân mình. Và thực tế ra là những cái sản phẩm các bạn mang lại cho công chúng đều để lại những cái bài học rất là sâu sắc. Thậm chí là có những câu nói mà tạo nên những cái trend để cho các bạn trẻ có thể theo hoặc là các bạn ấy ứng dụng trong cuộc sống của mình. Vậy thì các bạn từ đâu mà các bạn đã tạo nên được những cái điều đó? Và khi mà các bạn cảm thấy những người khác cũng ủng hộ những cái điều mình nghĩ như vậy, những cái điều mình làm như vậy, các bạn cảm thấy thế nào? Thực ra thì tất cả xuất phát đều là bọn mình ấy cũng đặt chính bản thân mình vào vị thế của mọi người, cũng như mình cũng giống mọi người thôi, cũng gặp những cái vấn đề đấy trong cuộc sống và mình chuyển hóa nó một cách hài hước đi. Ví dụ những cái vấn đề về cuộc sống, là ví dụ như câu nói là trong bát phở của tao lúc nào cũng có hành chẳng hạn, thì đấy là muốn trở thành một người đàn ông thì cũng phải ăn hành, cũng phải trải qua những cái khó khăn đấy, ví dụ như thế. Mình đặt cái vị thế của mình vào người khác và mình cũng suy nghĩ giống họ, bởi vì mình thực tế trước đấy mình cũng chỉ là họ thôi, mà mình cũng là một con người, mình cũng gặp những khó khăn như vậy, chẳng qua mình có cái cách biến tấu sao cho mình nghĩ rằng là những câu nói đấy nó sẽ vui, nó sẽ làm cho những cái vấn đề ở trong cuộc sống mình nó không còn khô khan, nó không còn bị cứng nữa, mà người ta tiếp nhận nó một cách rất là dễ. Đấy, thì khi mà mọi người tiếp nhận những câu nói đấy của bọn mình và chia sẻ thì thực sự là bọn mình rất là vui và nó đúng với cái mong muốn, ý đồ của bọn mình ngay từ đầu. Vậy thì ngay cả trong những tác phẩm của mình, các bạn đưa ra, các bạn thể hiện nhân vật và đưa ra các quan điểm về các nhân vật nữa. Ví dụ như là các bạn có những câu nói như là thế đã ai nhìn thấy cậu vàng là con chó vàng bao giờ chưa? Vâng. Đúng không ạ? Vậy thì dường như các bạn ủng hộ việc chó vàng cũng có thể là chó nhật đúng không ạ? Vâng. Thì đấy là bọn mình muốn mỗi người, nghĩa là mỗi người sẽ có một khía cạnh nhìn khác nhau, có một góc nhìn khác nhau và một quan điểm khác nhau. Mình muốn cho mọi người có sự đánh giá và tranh luận nó chỉ đơn giản là không mang tính đả kích bất kỳ một ai cả. Chỉ tranh luận là biết đâu nhỡ nó cũng là chó Shiba hay sao? Hoặc là nó có thể là chó Việt, nhưng mà nếu mà nó là chó Shiba thì cuộc đời của cụ Hạc sẽ thay đổi như thế nào? Chứ mình không hoàn toàn áp đặt là con chó của cụ Hạc ngày xưa là chó gì. Khéo nó còn là béc dê cơ. Cái này chắc là chỉ có thể cố tác giả thì mới có thể cho chúng ta là một câu trả lời mà nó đúng nhất trong tất cả mọi người đúng không ạ? Vậy thì nhân đây thì rất nhiều quý vị khán giả đang rất là muốn các bạn diễn lại một cái phân đoạn nào đó trong cái tác phẩm mà các bạn có nhiều ấn tượng kỷ niệm nhất, đó là cái tác phẩm Chí Phèo. Bây giờ thì các bạn hãy chọn một phân đoạn để có thể thể hiện ngay trên sân khấu của tin.vn ạ. Đoạn cuối. Đoạn cuối cũng được. Bạn Việt vừa đánh gôn xong đấy. Đấy, rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Lo mặt cho cụ bá đi. Lo mặt cho cụ bá đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phân đoạn trong một cảnh mà một tác phẩm của các bạn để lại nhiều kỷ niệm nhất và cũng nhiều khó khăn nhất. Khó khăn nhất. Vâng, bây giờ xin mời. Đánh gôn xong rồi đấy. Nào đi. Cuối cùng thì thằng Chí Phèo cũng xuống lỗ rồi. Còn thằng Giáo Thứ, thằng Hạc Đại Phú, chúng mày rồi sẽ biết tay ông. Cụ bá. Thằng Chí, quan trên chưa bế mày đi à? Tôi có chuyện muốn thưa với cụ. Mời cụ xơi điếu thuốc. Chuyện gì? Tôi muốn làm người lương thiện. Thằng kia vào lấy cốc trà đá, mang ra cho anh Chí xoa mặt. Cụ có ngửi thấy mùi hạnh nhân không? Thuốc thơm phết nha. Đấy là calicianua, một tổ hợp chất trong của kali, nó có thể giết cả con voi, nữa là một con kiến như cụ. Vâng. Mặc dù là tôi vừa xem lại clip này tối ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay xem lại nó vẫn cứ như mới. Cái sự diễn xuất của các bạn nó quá là xuất thần. Vâng. Và đó là chúng ta đang nói về những thuận lợi, về những cái điều đã diễn ra. Vậy thì trong tương lai có những khó khăn nào để các bạn có thể định hướng về cái việc mình phải ra sản phẩm như thế nào và biên tập ra sao hay không ạ? Thì trong tương lai định hướng bọn mình sẽ có thể có thêm những series mới. Hiện tại mình sẽ khá là tập trung cho cái series này. Mình sẽ phát triển nó rộng ra, nghĩa là đào sâu hơn về cuộc đời của những nhân vật ở trong đấy. Ví dụ như là về cậu Vàng, về lão Hạc, về ông Giáo, hay là về bá Kiến, gia đình nhà bá Kiến chẳng hạn. Và biết đâu các bạn sẽ xem được một sự bất ngờ cực kỳ lớn khi có một sự trở lại của nhân vật cực kỳ ác.
Như vậy là ngày hôm nay chúng ta bí mật một có chút những đấy. Cái bật mí. Quý vị khán giả ơi, chúng ta còn có những cái bật mí mà có thể thời gian tới 1977 Vlog sẽ mang đến cho quý vị, và có thể chúng ta có quyền được hy vọng, có quyền được ước vọng về những cái điểm mới mẻ với văn học Việt Nam mà được các bạn phát triển ra để có thể phù hợp hơn với thị hiếu của các bạn trẻ bây giờ. Thậm chí là chúng ta có những cái luồng suy nghĩ mới mẻ, đúng không ạ? Vâng. Và có một cái điều mà chắc chắn là quý vị khán giả cũng rất là tò mò, với ba clip, với cái sự bất ngờ, với cái sự đột phá như vậy thì đã mang lại nguồn thu nhập như thế nào dành cho các bạn ạ? Phải nói thật là nguồn thu bên mình mới chỉ nhận được từ YouTube. Nói chung là đấy, chỉ có nguồn thu đấy thôi ạ. Tức là chúng ta có nguồn thu nhập như vậy thì có những cái điểm mới như thế nào, có những cái sự thay đổi thế nào ạ? Có nghĩa là mặc dù đã ra ba cái clip mọi người rất là yêu mến đấy, lượt share, lượt xem rất là nhiều, lượt like rất là nhiều. Ví dụ như clip mới nhất cũng có hơn 100, gần 110.000 lượt like ở trên Facebook rồi. Nhưng mà có nghĩa là cái việc thu nhập của bọn mình từ những cái clip đấy nó vẫn giống như ngày, có nghĩa bọn mình vẫn chưa thu được một đồng nào cả, chỉ là thu khi có nghĩa bọn mình mới được bật kiếm tiền ở trên YouTube thôi, thì mới thu được vài đồng ở trên YouTube thôi, còn trước đấy là không, bọn mình chưa có một lợi nhuận nào từ các clip đấy cả. Bởi vì cái sự nó đến có nhanh chóng nên là mình mới được bật kênh để kiếm tiền thôi, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có thể bật mí một con số đúng không ạ? Sự thật luôn nhé, mình nói thật luôn là mới có 200 đô. 200 đô, vâng. Ngày hôm nay thì một con số đầu tiên đã xuất hiện với những bài phỏng vấn của bạn, đó là chúng ta đã kiếm 200 đô. Và tôi hy vọng rằng khi mà lần tới gặp lại các bạn thì con số này nó sẽ nhân lên gấp bội lần. Vậy thì cái công việc làm YouTube có phải là công việc các bạn định hướng mình sẽ làm lâu dài hay không? Thì trước đây mình định hướng là làm YouTube này chỉ là để cho vui, với cả có thể là sẽ có cho mình thêm một vài thu nhập nhỏ, khoản nhỏ khác. Thì mình nghĩ đấy nó là về việc tay trái của mình. Nhưng mà đến bây giờ thì mình mong muốn phát triển nó sẽ trở thành công việc chính trong cuộc sống của mình. Vâng, chúng tôi cũng rất hy vọng, quý vị khán giả cũng rất hy vọng rằng các bạn có thể theo đuổi được cái mục tiêu này lâu dài, để chúng tôi có thể có được những góc nhìn mới đến từ các bạn. Và khi mà các bạn có bật mí đến những cái tương lai, những cái định hướng của mình như khi nãy, thì rất nhiều quý vị khán giả đang rất thắc mắc về cái sản phẩm thứ tư. Các bạn có thể bật mí thêm được không ạ? Bởi vì chắc chắn quý vị khán giả ngày hôm nay cũng đang rất nóng lòng để có thể chờ đón những điều đó. Biết đâu cái sự bật mí ngày hôm nay lại khiến cho cái clip thứ tư này lại đột phá hơn nữa thì sao? Một sự trầm ngâm thế này tôi không biết là sản phẩm này có chắc là gì? Hơi khó bạn ạ, bởi vì cái gì nó càng chờ đợi mình càng không biết, kiểu đến lúc xem mình mới càng cảm thấy thích thú hơn. Mà cũng thú thật với các bạn luôn là mình với cả Trung cũng chưa lên kịch bản được clip thứ tư. Đây là một cái bật mí, đấy ạ, chưa kịch bản đinh luôn đấy ạ, có nghĩa là các bạn vẫn chưa có kịch bản. Vâng, thì thường thì cả ba clip trước thì bọn mình đều không viết kịch bản. Bọn mình đều mấy thằng sẽ đi lang thang với nhau ở trong khu, cứ đi mấy vòng cứ vừa đi vừa nói là lúc đấy mình sẽ nói cái gì, mà đến cả khi lúc diễn xong rồi, lúc diễn thì mình cũng sẽ đổi kịch bản, nghĩa là mình sẽ nghĩ ra câu nào khác thì mình sẽ đổi vào và mình sẽ diễn lại, và cả về lúc khi mà đã dựng thì sẽ về lại nghĩ tiếp, nếu mà có câu nào mới thì lại đi quay lại và lại dựng lại. Đấy, thế là nó mọi thứ bọn mình là khá là kiểu cũng ngẫu hứng. Vâng. Với cái tinh thần ngẫu hứng như vậy, và quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay đến thời điểm này thì 1977 Vlog vẫn chưa có kịch bản về clip thứ tư, về sản phẩm thứ tư. Tuy nhiên rằng chúng ta rất mong đợi, rất nóng lòng mong đợi, nhưng chúng tôi không hề mong muốn những kỳ vọng của chúng tôi trở thành áp lực của các bạn. Bởi vì sự ngẫu hứng, sự tự nhiên là những điều mà các bạn đã thực hiện và mang tới cho chúng tôi. Vậy thì chúng tôi mong rằng các bạn sẽ giữ được những điều đó để có thể cống hiến những sản phẩm mà chúng tôi cảm thấy rất mãn nhãn. Ở thời điểm hiện tại thì YouTuber cũng như là các kênh vlog ra đời rất là nhiều, và thậm chí là có những người thực hiện rất lâu để có thể tạo được những điều như thế. Thì các bạn bước chân vào con đường này hơi muộn so với nhiều khi mà nhiều cái vlog, nhiều kênh khác đã lụi tàn rồi, thì các bạn nghĩ sao ạ? Thì mình nghĩ là cũng bình thường thôi, bởi vì tất cả những hình thức phim hài trên mạng này, hình thức nghệ thuật nào đấy, có thể là nó sẽ chả bờ lụi tàn khi mà những người theo đuổi nó luôn có tính sáng tạo và làm cho mang đến những giá trị đích thực trong cuộc sống cho người xem nhé. Chứ không phải là mang đến những giá trị mà người xem rồi một cái là họ quên luôn, hay là mang đến những giá trị mà nó không gây ảnh hưởng xấu cho xã hội.
Con mình cân bằng rất nhiều thứ ở trong cái sản phẩm của mình. Vâng. Để có thể tạo nên được cái tiếng nói của con người mình đúng không ạ? Vâng. Vâng. Và vậy thì có rất là nhiều quý vị, không phải là nhiều, thế nhưng cũng có một vài quý vị khán giả khi mà xem các cái sản phẩm của các bạn thì cũng có nhận xét đánh giá là có những đoạn lồng tiếng thì nó chưa được khớp cho lắm. Vâng. Vâng. Vậy thì chúng ta có thể lý giải nguyên nhân này thế nào ạ? Bọn mình thứ nhất là bọn mình cũng cố tình. Bọn mình cũng có cố tình là sẽ có một số đoạn bọn mình sẽ để là không khớp miệng, hoặc là nó tiếng nói sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn một chút. Hoặc là một số đoạn sẽ miệng nói câu này nhưng mà nói tiếng khác. Nhưng mà bọn mình thực tế là như mình vừa nói vừa nãy là khi bọn mình dựng ấy, thì bọn mình lại nghĩ ra câu thoại mới nó hay hơn. Thì lúc diễn thì lại nói một câu khác rồi, và về lúc dựng thì lại là nghĩ ra một câu khác. Thế bọn mình sẽ lại phải chèn cái câu mời đấy vào trong cái miệng của nhân vật. Thế là thỉnh thoảng là có hơi một chút ấy thôi, hơi một chút là nó lệch, nhưng mà đa phần là bọn mình cũng cố tình thôi. Còn cái tình huống mà nó lệch thì bọn mình chỉ khoảng 1-2 tình huống thôi, còn đâu là đa phần bọn mình cố tình để cho nó chậm một chút hoặc nhanh một chút. Vậy thì trong sản phẩm tiếp theo thì chúng ta có cố tình lệch như thế nữa hay không, hay là chúng ta sẽ xử lý bằng những cái phương án như thế nào ạ? Mình cứ để lệch thôi. Vẫn cứ là cái tính chất của mình đúng không ạ? Đôi khi sự nghiệp dư lại là cái hay nhất của mình. Cái mà mình thấy cái mà mọi người yêu quý của bọn mình là bọn mình cũng không phải chuyên nghiệp gì, bọn mình nghiệp dư, bọn mình phải nói là làm những cái thứ đấy nó một cách rất là ngây thơ đấy. Không, thực sự bọn mình cũng tỉ mỉ, rất tỉ mỉ trong việc là lồng tiếng rồi những cái âm thanh lúc mở cửa đóng cửa hay tiếng đồ vật các thứ, chim chóc các thứ, nhưng mà phần nào đấy bọn mình vẫn chỉ là những kẻ nghiệp dư thôi. Đó. Vậy thì bây giờ thì chúng tôi sẽ mong đợi các bạn đóng lại, thực hiện lại tiếp một phần thử thách nữa. Bởi vì ngày hôm nay quý vị khán giả có yêu mến các bạn, thế nên là rất muốn các bạn thực hiện những thử thách tại trường quay của tin.vn. Bây giờ thì xin mời 1977 Vlog sẽ diễn lại cảnh trong hồi ký của một dân chơi. Vâng, cảnh nào ạ? Cảnh anh Chí Hiếu lại diễn rồi. Thế cảnh đầu cụ bá với anh Chí cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ diễn cảnh đầu của hồi ký dân chơi ạ. Vâng. Đến chai đừng có chơi. Anh Chí, cụ bá Kiên này à? Này, Huấn râu gì vừa bị người ta bế đi rồi đấy. Thế thì liên quan gì đến tôi? Thì nghe đâu cũng chơi chất kích thích giống anh đấy. Tôi thề tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Chúng nó bây giờ chuyển sang gặm cỏ với xào rau cần hết rồi, mà anh vẫn trung thành với bộ môn mai thúy đá. Mày nói nhiều rồi đấy, tao lại bẻ gậy đi bây giờ. Thôn này, mày lại dám láo với cụ à? Bỏ cái kiểu thượng đẳng đấy đi, bỏ đi mà làm người. Anh bình tĩnh, mà anh phải biết tu trí chứ, phải biết cần cù bù siêng năng chứ. Thế cụ đầu tư cho tôi con đề? Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn. Chả bố con à, sao mày cứ trêu bố mày suốt thế? Mày yêu bố mày. Cái loại rách như mày thì có mời cũng chẳng có ai thèm vá đâu. Cái thứ con gái mà nghiện trà sữa, thích đu đưa như mày, còn cho nó lấy. Thôi, hai thằng chúng mày tàng hình đi, để bà có lên 1009. Rồi đấy. Bây giờ quý vị khán giả lại yêu cầu chúng ta tiếp tục diễn vợ chồng A Phủ ạ. Vâng ạ. Bởi vì diễn, ngày hôm nay vâng, diễn cảnh tát mị nhá. Vâng, diễn được, đi được, diễn lại cảnh tát mị. Sẽ diễn đi diễn lại cảnh tát mị để xem là mị và có cảnh nào mị nói không ạ? Có cảnh mị nói cũng được ạ. Đấy. Mị cứ nói đi. Mị cứ nói đi. Mị nói câu chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi nhá. Đó. Bỏ cái này ra đi. Bỏ cái này ra, tát lại bay đi mất. Khó chịu. Bây giờ mị đã trở lại. Mị đã trở lại. Vâng, xin mời chúng ta còn sẽ nhớ cùng kịch bản đến không? Với không đấy, chỉ nói là chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi, mày nói đi. Quay ra lườm nó rồi bảo chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi.
quay ra đây. Vâng, có thể nói là mị của chúng ta rất là duyên dáng từ những cái cơ mặt, từ những cái ánh nhìn mắt. Đấy, cái ánh nhìn của mị có thể nói là có thể xiên ngang được cái anh nào luôn đấy, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phân đoạn trong Vợ chồng A Phủ cùng với sự có cả sự xuất hiện của mị nữa. Vâng, nhân vật chính nhá. Vâng, xin mời ạ. Bắt đầu nhá. Môi nẻ thế nhỉ? Môi nẻ thế nhỉ đi. Môi nẻ thế nhỉ? Thỏi son mày vừa dùng là loại son lì không trôi chính hãng của Pháp. Giá ngót nghét không dưới một con bò. Chưa có thằng nào dám đứng ngang hàng với tao khi nói về hàng hiệu đâu. Mày lại muốn đi chơi đúng không? Sao? Sao? Tiền của bố tao không phải là để cho mày son son, phấn phấn, chị, em. Lừa mà. Lại bắt đầu hội chứng thích ăn đòn rồi đấy. Mày đánh tao đi. Mày có giỏi thì đánh tao đi. Chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi. Chị ăn cái thứ đàn ông đánh vợ. Thứ đàn ông đánh vợ nhớ không? Gì giờ? Thứ đàn ông đánh vợ. Quên mất. Căng thẳng đấy. Thứ đàn ông đánh vợ. Rồi đi chơi với tu S đây như mày là phải make up lại nhân phẩm đấy. Mày chỉ là một ngọn cỏ ven đường, quanh năm người mùi con chó. Với thế nào được mây như tao? Nếu có lắm lá ngón. Đàn ông tốt. Đàn ông tốt chết hết rồi. Xem phim Hàn Quốc ít thôi. Đi rửa bát đi. Nếu con lắm lá ngón trong tay, ta sẽ đút thẳng vào mồm hai bố con chúng mày. Rồi đấy. Vâng ạ. Xin cảm ơn các bạn. Và ngày hôm nay chắc chắn là một cái ngày mà không chỉ chúng tôi đem lại thử thách cho các bạn, mà thực sự các bạn cũng thử thách chúng tôi rất lớn. Bởi vì cả trường quay ngày hôm nay và kể cả MC đều phải cố gắng nín nhịn trước cái sự duyên dáng của các bạn. Các bạn quá duyên dáng và chắc chắn quý vị khán giả rất yêu cái sự duyên dáng của các bạn rồi. Và có thể thấy được là cái sự ngây ngô trong diễn xuất đã tạo nên một cái duyên, đặc biệt là với Mị. Một người rất là ngại ống kính đúng không ạ? Tuy nhiên đã, dù là nhìn trên sản phẩm thì không hề ai biết điều đấy. Và có thể nói được rằng ekip của chúng ta làm việc hết sức khớp với nhau để có thể cho ra những cái sản phẩm để quý vị khán giả yêu quý đến như vậy. Trước khi chúng ta cùng đến với những câu hỏi mà các bạn khán giả gửi tới tiếp cho chương trình, thì tôi có được câu hỏi muốn dành cho các bạn, đó là ngày hôm nay thì chúng tôi thực sự rất mong muốn nói chuyện với các bạn, trò chuyện với các bạn để có thể lắng nghe những cái sự duyên dáng trong cái cách nói chuyện với các bạn. Nhưng mà đối với người thân thì sao ạ? Suốt ngày nghe các bạn nói như vậy thì có cảm thấy đau đầu không ạ? Cũng có đấy, bởi vì mình với cả Việt Anh ở nhà thì hay suốt ngày cãi nhau, hay nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhiều khi còn dỗi nhau. Thôi đừng nói với tôi là các bạn cãi nhau bằng cái giọng vừa rồi luôn nhá. Không, cãi nhau bằng giọng bình thường này thôi ạ. Thì nhiều khi cũng hay pha trò cười với nhau rồi ngồi tủm tỉm cười với nhau, thì bố mẹ mình ở nhà cũng khá là đau đầu và thường hay than phiền là chúng mày nói nhiều quá. Vâng, vậy thì đến thời điểm này thì bố mẹ có bớt than phiền hơn không ạ? Cũng bớt than phiền rồi và cũng chịu rửa bát nhiều hơn rồi. Tức là đến thời điểm mà cái sự nói nhiều của mình đã phát huy được công dụng đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cầm điện thoại lên và tiếp tục xem những cái thắc mắc, những câu hỏi của các bạn khán giả ạ. Và tất nhiên rồi chúng ta vẫn sẽ trả lời bằng cái giọng văn mà chúng ta đã thể hiện, bằng cái giọng điệu mà chúng ta đã thể hiện ở trên sản phẩm của mình ạ. Kia kia, tại đây. Có câu quá này, nhiều câu hỏi này nhạy cảm quá. Chúng tôi sẽ chờ đợi điều này ạ. Thiệt. Câu hỏi nào cũng được. Có nhiều quá không biết lựa chọn đúng không ạ? Vẫn nói giọng đấy đúng không ạ? Vâng, vâng ạ. Chúng ta vẫn sẽ dùng những giọng như vậy ạ. Tống Đạt, hai anh sinh đôi đúng không? Tao mà lại phải làm anh em với thằng Chí à? Nói gì chứ, thằng Lý Cường với anh Chí còn có họ hàng với nhau đấy cụ bá. Tiếp đi. Linh Bùi, tại sao tên kênh lại là 1977? Cái tội không xem vừa nãy nhá. Vừa nãy người ta nói rồi.
Chắc chắn là khán giả này sẽ phải xem lại live stream. Đỗ Văn Hà, cụ ơi, sao mị lại không biết quẩy? Mị quanh năm suốt tháng bị trói ở trong nhà như con trâu, con ngựa, thì làm sao xem được người ta múa quạt? Đó. Yến Hải Nguyễn, dép cụ hạc hãng nào vậy? Dép của cụ là dép mua ngoài chợ. Lúc mua cụ chưa bán cầu vàng. Có thể là ngày hôm nay các quý vị khán giả mà có được những cái đoạn mà các bạn trả lời như vậy, có thể cắt cái đoạn đấy ra, mình có thể chơi một cái mini game nhỏ đúng không ạ? Bây giờ xin mời cắt những cái đoạn mà chúng tôi trả lời cái bạn đấy, và bạn ví dụ như là tôi là Khánh Linh chẳng hạn. Tôi hỏi các bạn rồi sau đó thì các bạn trả lời lại với Khánh Linh, và Khánh Linh sẽ cắt cái đoạn mà Khánh được các bạn trả lời lại, sau đó đăng lên, ai được nhiều like hơn nữa chúng ta sẽ có một phần quà đúng không? Đây cũng là một mini game mà các bạn có thể thực hiện. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục tạo nên những cái chất liệu để có thể thực hiện mini game đấy ạ. Bạn Đỗ Văn Việt, sao Doraemon không biết múa quạt hả cụ? Doraemon có hàng trăm ngàn bảo bối trên thế gian, nhưng lại không có 10 ngón tay. Bạn bạn Phùng Ánh Nguyệt, dễ thương thật đấy. Đây là ba con người dễ thương nhất trên trần gian. Wow. Hãy luôn yêu quý và ủng hộ họ. Wow, tuyệt vời. Có những bạn khán giả như vậy thì sẽ làm cho các bạn cảm thấy yêu đời hơn đúng không? Thế Việt Trinh, cậu Vàng cứ như linh vật ý nhỉ. Nó là linh vật cần được bảo tồn. Đã xuất hiện trong trang 141 của sách đỏ Việt Nam. Các bạn nhớ nhé. Nguyễn Kỳ Duyên, gọi tên em với anh. Em làm nhạc chuông báo thức cái bác ơi. Nguyễn Kỳ Duyên, Nguyễn Kỳ Duyên, dậy đi học đi. Đi rửa bát đi. Nguyễn Kỳ Duyên, đi rửa bát đi. Diệp Khả Mễ, anh Chí ơi, ai nấp diêu? Người làng Vũ Đài, nói Ngọc, bạn có phải người làng Vũ Đại không? Bạch Phong, cụ giáo, đầu tư cho tôi con đề. Bá không Kiến làm, mà muốn ăn. Không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn ấy thôi. Nô với trả đề. Đây đến lượt ở Việt đi. Trung Phong, cụ Hạc và Chí Phèo sinh năm bao nhiêu? Hai cụ sinh năm 92. Thinh Mì, cậu Vàng hôm nay e thẹn thế. Thằng đấy lúc nào nó chả e thẹn. Hoàng Đồng nổi tiếng sau một đêm. Phải sau mấy ngày chứ, các cậu lại bảo bọn tớ nổi tiếng sau một đêm. Đêm bọn tớ có làm gì đâu. Bạch Long Quân, anh Chí ơi, em nhớ em không, em yêu anh. Cái anh Chí. Thứ duy nhất tôi nhớ là bát cháo hành của nở anh ạ. Nó làm cho tôi cảm thấy mình trở nên đàn ông hơn, cứng cỏi hơn. Anh Quốc Hà, em chỉ có trái tim thôi, mấy anh có gì? Hồ Cẩm Đức, Kiền Pháp, Nhấn Italy. Và rất nhiều quý vị khán giả đang muốn các bạn phải đọc hết được những cái thắc mắc của họ nữa. Được. Bởi vì còn rất nhiều Nhật, người. Hai người là anh em sinh đôi hả? Phải. Nguyễn Hùng, Wakanda Forever. Là Wakanda.
là Wakanda Mỹ ạ. Vũ đại forever. Vâng ạ, bây giờ để thời gian đỡ chết hơn thì xin mời cả Trung Anh, cả Mỹ chúng ta cũng cầm lên. Chúng ta cũng cầm lên để mà nối tiếp ba người, hết người này, hết Trung Anh rồi đến Việt Anh rồi lại đổi luôn để chúng ta sẽ có thể làm được nhiều hơn ạ. Điện thoại Việt không? Cái này mạng hơi lag. Quang trường hình vuông là bố của hình chữ nhật. Diệp Khả Mễ, order thổ cẩm Đức, kiềng Pháp, nhẫn Italy ở đâu? Inbox. Inbox. Đấy. À, nhân đây ạ. Nhân đây thì chúng ta cũng có thể giới thiệu thêm page của mình được không ạ? Inbox thì chúng ta sẽ inbox qua đâu? Vâng, mọi người hãy like và inbox vào fanpage 1977 Vlog cho bọn mình nhé. Ở ngày hôm qua thì tôi có xem fanpage của các bạn và có ngay cái hàng chữ là chúng tôi bị ngáo. Vâng, chúng tôi đơn giản bị ngáo. Chúng tôi đơn giản bị ngáo. Cái sự ngáo này bắt nguồn từ đâu ạ? Bọn mình ngáo sự lương thiện, ngáo văn học, ngáo những điều, những ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống. À. Chứ không phải là ngáo đá. Vâng. Chúng tôi không bao giờ chơi chất kích thích. Tức là chúng tôi ngáo sự lương thiện, vâng. Chúng tôi ngáo văn học, vâng. Chúng tôi ngáo sự yêu thương mọi người, vâng. Đây là một cái sự ngáo mới mà có thể cộng đồng trẻ có thể học theo đấy ạ, vâng. Đúng không ạ? Và tại sao các bạn lại có thể tìm được đến nhau ạ? Hai bạn Trung Anh, Việt Anh thì đơn giản rồi. Còn đối với Mỹ của chúng ta, Văn Tân ạ? Thì Tân thì là... Đấy, cũng như đã nói trước với mọi người là Tân thì là em của chú ruột của bọn mình. À. Và em họ của bọn mình. Thì đúng hôm đấy thì khi mà mình với cả Trung thì đang bàn về kịch bản à, hay là cho một thằng nó đóng vai con chó vàng nhỉ? Ông Trung bảo điên à? Ông em bảo làm sao? Chúng nó đã nhìn thấy con vàng vào ngày đấy bao giờ chắc chưa? Chắc chắn là phải thuyết phục rất căng đấy, thì Tân mới đồng ý. Gọi Tân sang bảo Tân đóng vai một con chó. Bởi vì trong ba thằng thì cái khuôn hình mặt của Tân nó giải trí, không phải giải trí mà là nó giống với con giáp đấy nhất. À, còn Tân ạ, bây giờ bạn có thể nói một lời nào đấy với cái sự áp đảo của hai người anh của mình được không ạ? Vâng, đầu tiên thì em cũng không đồng ý đâu. Vâng. Đấy các anh. Tại anh, hai anh thì thuyết phục khá nhiều em, sao em cũng đồng ý á. Bố yêu. Đấy, có thể nói là hai anh là phải đồng chí, đồng nhất với nhau luôn, là em mà nói sai cái gì đấy để phải bóc nghẹt lại luôn. Nên là có vẻ như là cậu em không dám nói gì nhiều, đúng không ạ? Khi mà bạn nhận được cái lời đề nghị từ hai người anh của mình như thế thì bạn phản ứng như thế nào, và sau đó thì bao lâu để bạn nhận lời ạ? Đầu tiên cũng khá là bỡ ngỡ, cũng phải đến hai anh bảo là từ hồi chiều đến phải đến sáng hôm sau em mới đồng ý ạ. À, tức là vâng. từ hồi chiều tới sáng sau mình mới đồng ý, tức là mình vâng. còn cao giá hơn cả hai anh rồi đấy, đúng không ạ? Vâng. Và khi mà bạn đồng ý rồi, bạn tham gia cùng với ekip rồi, bạn diễn cùng với hai anh của mình rồi, thi thoảng vâng. thì sẽ có những cái đoạn mà mình làm chưa tốt và phải làm lại, lúc đấy bạn có tính bỏ về không? Không, bình thường thì hai anh thuyết phục khá là ghê nên là em cũng không có mấy cái ý định đấy. À, tức là mình chìm hẳn cái ý định đấy luôn, đúng vâng. không? Nhìn thấy cái cảnh mà hai anh bạn nói chuẩn bị, hai anh bắt đầu hai bên cầm vâng. cái vai bóp bóp là mình đã hiểu là vâng. là bạn bị đàn áp thế nào đấy. Cứ chuẩn bị có ý định cả là hai anh sẽ thuyết phục ngay. Thế thì khi diễn sai thì đã bao giờ bạn bị anh Trung Anh quát nạt chứ, hay là anh Việt Anh nhìn lườm một phát chưa? Chưa. Bình thường thì thường là em hay làm sai nhưng mà hai anh không ấy. À, tức là hai anh rất là bao dung của em của mình. Lên truyền hình bọn mình không muốn chửi bậy. Tân cũng biết trước chuyện này, cũng biết trước là sẽ có câu hỏi này rồi. Rồi. Bọn mình không muốn chửi bậy ở đây. À, thực sự tôi rất buồn cho bạn. Tất cả mọi người đều rất cảm thông cho Tân. Vâng. Không biết là ekip của mình trong thời gian tới thì có định mở rộng thêm về thành viên rồi các thứ không ạ? Vâng, sắp tới thì cũng rất là may mắn khi mà bọn mình được sự yêu mến của khán giả, và cũng rất là mong một thời gian nữa khi mà 1977 được yêu mến hơn nữa, được mở rộng cái quy mô của mình hơn nữa, có thêm các series mới hơn nữa, thì bọn mình rất là mong muốn là được hợp tác cùng với thêm các bạn trẻ tài năng hơn bọn mình. Vâng.
Các bạn trẻ tài năng ạ, đang xem livestream, các bạn trẻ tài năng, các bạn có thể tuyển dụng ngay đây ạ. Một lời tuyển dụng dành cho các bạn trẻ được không ạ? Để các bạn thì có thể nuôi được cái hình ảnh trong mình, biết đâu lại có một buổi casting đến với 1977 Vlog để các bạn ấy có cơ hội được trải nghiệm và được cười. Thực sự là ngồi với các bạn nãy giờ tôi cảm thấy hưng phấn lắm. Bởi vì có thể các bạn ấy sẽ dành một lời tuyển dụng dành cho các bạn trẻ đang theo dõi livestream ngày hôm nay được không ạ? Vâng, thì sắp tới thì 1977 sẽ mở rộng cái các series của mình hơn nữa. Thì trong thời gian tới bên mình sẽ có tuyển thêm các bạn biên tập lên cùng lên kịch bản với bọn mình và thêm các bạn diễn viên trong các series mới nữa. Thì rất mong khi mà đến lúc đấy thì cộng đồng các bạn yêu mến 1977 của bọn mình cũng như là những các bạn yêu thích đam mê diễn xuất các thứ thì cũng có thể sẽ tham gia và join với bọn mình. Rất cảm ơn các bạn. Vâng, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một ekip đông đảo hơn, chuyên nghiệp hơn và vẫn giữ được cái tinh thần làm việc của chúng ta đúng không ạ? Vậy thì ngoài ra thì ba thành viên còn có những cái tài năng khác như thế nào, ví dụ như là hát, nhảy rồi các thứ không ạ? Mình có tài năng là vẽ đẹp. Ngày xưa mình đã cưa được mấy cô gái nhờ tài vẽ đẹp. Tài vẽ đẹp. Vâng. Giờ vẽ thì chúng ta ở ngày đây hơi mất thời gian để có thể là sẽ một cái dịp khác. Tuy nhiên về hát thì sao? Ba thành viên thì có ai có khả năng hát không ạ? Thì có thể dành tặng cho quý vị khán giả một đoạn nào đấy. Ai ạ? Hát thì nghe có vẻ hơi khó. Bởi vì bọn em đây giọng nói thì hay nhưng mà hát thì dở. Chả hiểu sao lại thế. Có một lần thử thu âm mà nghe thử phải đi khám bị viêm tai giữa. Bạn biết đâu thì cái việc dở đấy nó là một duyên thì sao? Các bạn cứ thử một đoạn đi. Về một nhân vật, bây giờ không biết là Trung Anh là trưởng nhóm thì không biết là mọi gánh nặng có dồn về Trung Anh hay không? Thì hát hát bài gì bây giờ được nhỉ? mình hát bài, thôi thì hát bài ngày xưa đi cho nó hoài cổ vậy. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát Mặt trời bé con, Trần Tiến à? Mặt trời bé con. Vâng, Mặt trời bé con là một bài hát ra. Mình chỉ hát một đoạn thôi nhé. Vâng ạ. Vâng, xin mời chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của Trung Anh đến từ 1977 Vlog. Vâng, chưa gì mà Việt Anh đã phải bịt lỗ tai rồi. Quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng chờ đón. Xin mình mời. Cũng phải tự bịt đấy. Vâng, xin mời Trung Anh ạ. Bình thường hát karaoke là không bao giờ được trên 70 điểm đâu. Ngày xưa có cô bé treo cây me, mắt xoe tròn lắng nghe. Ngày xưa có cô bé treo cây me, mắt xoe tròn lắng nghe. Được, tiếp theo gì chưa? Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngỡ ngàng. Tuổi thơ đã cho tôi tuổi gì nữa? Thực ra thì cứ đòi hát. Vâng. Mình hát rất là ít, mình ít khi hát, mình chỉ nghe nhạc thôi. Và cũng ít khi thuộc với bài đấy lắm. Bây giờ thì chúng tôi mới bắt đầu ạ. Bây giờ chỉ là bạn nháp thôi ạ. Phải có lời tôi mới hát được. Hát phải sáng tụi đi. Lắng nghe. Nghe bé không có, chẳng ai cho, nên tôi đành trộm nghe. Cái gì vậy? Đàn tôi hát câu gì mà sao? Chưa đến. Thực sự là mình hát rất là tệ. Thôi thì nên cho skip qua đoạn này, không khán giả phải đi đập điện thoại mất. Vâng, không sao, nhưng mà dù sao thì chúng tôi vẫn cảm thấy được cái sự duyên dáng của bạn ngay cả trong ngay trong bài hát vừa rồi. Vâng, và ngày hôm nay thì thực sự rất cảm ơn cả ba thành viên của 1977 Vlog đã cùng đến với trường quay của chúng tôi. Và hy vọng rằng trong thời gian tới thì các bạn sẽ có nhiều nỗ lực và có thể phát triển hơn nữa để có thể mang đến những góc nhìn mới lạ về văn học Việt Nam dành cho các bạn trẻ. Và đặc biệt là mong các bạn sẽ nhân rộng được ekip của mình, thế nhưng vẫn giữ được cái tinh thần của chúng ta đúng không ạ? Vâng, và một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã cùng yêu quý 1977 Vlog và cùng đến với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.